trong vai lên em. Hello cả nhà, anh giúp cho mặt đang đi đến cụm rạp để cùng gặp những khán giả xem phim Lật Mặt nhà có khách đi cùng mình nha. Mình đang đi vô rạp và sẽ cho khán giả thấy một cái bất ngờ Đà Lạt Phim đến để giao lưu cùng với khán giả và gửi lời cảm ơn các khán giả đã dành thời gian ra rạp xem phim Lật Mặt 4. Mọi người ơi cùng vào trong rạp với Hà và mọi người nha. Hôm nay ekip của mình sẽ có anh Lý Hải nè, Hà nè, Jay Quân, anh Duy Khánh, anh Mạc Văn Khoa. Chỉ có anh Hoàng Mèo là đang bị đau chân, từ bữa nay anh Hoàng Mèo không có đi. Mọi người chờ xíu nha, bây giờ mình vô ra. Cúp điện rồi. Nhà có khách. Tất cả đứng im. Xin chào tất cả mọi người. Đầu tiên là xin cảm ơn các bạn đã ủng hộ phim Lật Mặt 4 nhà có khách. Các bạn nếu mà ngày hôm nay xem hết phim mà thấy vui á, thấy hấp dẫn thì mình có thể kêu gọi bạn bè, hàng xóm, gia đình, mấy người mà ở dưới quê cũng được nữa coi phim này nha. Phim này là rất là vui, bảo đảm hết phim là rất là vui. Mà có đưa ăn uống đâu cũng được đúng không anh? Có. Nãy giờ mới có nửa phim chưa? Chưa nửa phim mà. Mới có nửa phim các bạn cảm thấy có hay không ạ? Ok, phần sau còn nửa phần trước nữa. Bây giờ mình chỉ vào đây để chào các bạn và cảm ơn các bạn thôi. Các bạn ơi, khi nào xem phim hay á, các bạn vào Facebook Lý Hải Minh Hà, các bạn viết review. Bạn nào viết hay sẽ có 300 phần quà cho các bạn đó. Có vô chỗ là thấy luôn. Rồi bây giờ mình cùng chụp chung một tấm hình nha, làm kỷ niệm ha. Cảm ơn mọi người. Đây là các bạn xin tấm hình. Xuống xuống rồi, thấp coi che mọi người á, thấp chút che mọi người á. Anh vô luôn anh mọi người cùng giơ bốn ngón để thay cho bốn gì nhá. Một hai ok, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Chúc xem phim vui vẻ. Nó đi ổn mà. Có vẻ mọi người rất thích coi Mặt Văn Khoa khỏa thân. Đẹp quá mà, body đẹp quá mà. Số đo ba vòng ổn quá. Rồi chị mình. Năm phút này nó di chuyển. Đây này thôi. Dạ, nhưng mà cái phút hả?
chị không biết coi Phúc ở đâu nữa. Mọi người ơi, tôi đang ngưng cái liên ngân hàng cho mọi người. Coi phim chưa? Coi phim mới coi ra chị. Mới coi ra chị. Coi ra hay không? Khóc nói cho bạn tất bạn đi. Mọi người ơi, phim coi hay lắm nha, xúc động lắm nha. Vui lắm, cười cười banh luôn. Hả ơi, sợ. Đang live stream. Ông chưa nghe không sao. Chăm đi ở đây. Báo mọi người đi. Ekip đoàn phim hôm nay mình sẽ đi rất là nhiều đạp, cho nên mình cố gắng là mình có thể vào để chào mọi người càng nhiều càng tốt. Chị em gái ơi, chị đang live stream, em muốn nói gì với mấy bạn không? Chị vui quá à. Em vừa coi đài em đi. Em coi mà không bị cười của chị nổi. Chị bỏ đâu hả? Cảm ơn mấy bạn hả? Vui lắm mọi người ơi. Có sợ không? Giật bắn tim luôn á. Trời, phim hay lắm. Giật bắn tim luôn á. Em sợ. Chắc thì em hơi sợ đó. Nhưng mà vui. Vui lắm. Em sợ hơn. Ôi chứ. Có tụi em mà em sợ. Tuyệt vời. Quá tuyệt vời. Quá hay. Có các bạn đang hỏi Hà là chương trình tặng chụp với chị hát lên. Lại đây thằng thần có cái lồng ngồi. Trời ơi, chị đẹp. Vô rạp bây giờ mình sẽ vô rạp một rạp nữa để chào các bạn khán giả ở đây nha. Nãy vô hai rạp rồi đúng không? Ủa, để chào các bạn. Xin tôi thôi à. Xin gửi lời chào đến tất cả các bạn đang theo dõi cái live stream mà không biết là cả nhà mình đã xem Lật Mặt chưa. Bạn nào mà chưa xem phim Lật Mặt phần 4 này thì có thể ra rạp ủng hộ bộ phim Lật Mặt thì có khách nha. Bây giờ là mọi người đang đi giao lưu đến tất cả các bạn khán giả đang xem ở trong rạp. Bởi vì hôm nay là ngày chính thức công chiếu đầu tiên của phim. Mời các bạn nha. Tôi thì đang trước cửa chờ. Tối quá. Khi mà thấy bà xuất hiện, tôi sẽ báo. Mình ra ngoài này mình đứng mình đợi chút xíu. Tại vì phim đang gian dở, đợi một tí xíu thì mình mới vô được. Tại vì mọi người đang coi. Mấy ngày nay thật sự là thấy mấy bạn khán giả ủng hộ quá. Hà là Hà định ở nhà rồi. Tại vì ở nhà Hà còn 4 đứa nhỏ. Nhưng mà mọi người nhắn tin lên Facebook nói là muốn gặp Hà quá rồi, muốn gặp ekip đoàn phim. Nên là thôi
bỏ từ nhỏ nhà luôn, dành thời gian để đi đến và cảm ơn và gửi những phần quà tri ân cho các khán giả đã bỏ thời gian đến rạp để ủng hộ phim Lật Mặt Nhà Có Khách của gia đình Hà. Hà rất là cảm ơn các bạn đã dành cho Hà cái cảm nghĩ khi coi phim về, biết những cái cảm nghĩ rất là dài, rất là có tâm. Hà rất là cảm ơn Yến Nguyễn, cảm ơn Humana Kim. Không biết mọi người vô chưa? Chưa. Cảm ơn Khang Lý, Nguyên Khang, Khang Ly. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Nếu như mà mọi người đi xem về hay thì nhớ là chia sẻ lên Facebook trang cá nhân của mình và cho các bạn bè người thân biết để mọi người có thể đến xem ủng hộ phim Lật Mặt của gia đình Hà. Và Hà sẽ chuẩn bị đăng một cái chương trình, Hà sẽ có 300 phần quà dành cho các bạn nào mà đi xem về. Các bạn chỉ cần cụp chụp cuốn vé của mình và viết một cái review trên Facebook cá nhân của các bạn kèm cái hashtag Lật Mặt 4 thì Hà sẽ chọn 300 bạn ngẫu nhiên để tặng 300 phần quà tri ân đến mọi người, tại vì không phải bạn nào cũng có thể để kia đang vô rồi, cho nên Hà sẽ vô rạp nhé. Thay mặt đoàn phim Lật Mặt phần 4 Nhà Có Khách, chân thành cảm ơn tất cả các anh chị cũng như là các bạn đã ra rạp để ủng hộ phim Việt Nam và đặc biệt là phim Nhà Có Khách. Hy vọng rằng bộ phim sẽ làm các bạn hài lòng. Nếu mà xem phim cảm thấy hay thì các bạn có thể về chia sẻ điều này với gia đình, người thân, bạn bè để ủng hộ phim Lật Mặt Có Tiền Làm Tiếp Phần 5 nha các bạn. Có 2 phần quà dành cho tất cả mọi người. Son Mary Wan trả lời đúng cho được 1 phần quà. Bạn nào biết thì giơ tay lên nha, không ngồi tại chỗ đó nha. Còn thứ nhất dành cho nữ nhân viên Kathleen, mời em. Kathleen xin dành một câu hỏi dành cho các quý khán giả, đó là trong bộ phim thì cảnh tắm của bạn Phương, đó là nhân vật của Mạc Văn Khoa, là có bao nhiêu muối? Bao nhiêu muối hả? Bao nhiêu muối? Ý là cảnh tắm là cái cơ thể body em có bao nhiêu muối? Sáu muối. Sáu muối không? Tân Hoàng ấy. Tân Hoàng ấy, may quá ông nói không có muối nào. Câu tiếp theo của diễn viên Chê Quân, xin mời bạn. Rồi, đố mọi người là trong phim có một cái đoạn là chơi game thì cái nhân vật mà Chê Quân thủ vai á bị phạt là phải hóa trang thành con gì ạ? Không chồng. Ê, bạn này xong muối này. Con gì? Em ạ. Con gái ơi. Trời ơi, giỏi quá. Quà là con của Mary Wan. Còn một câu hỏi nữa sẽ dành phần quà cho tất cả các bạn ở đây. Các bạn nghe kỹ trả lời nha. Nãy giờ các bạn xem phim có hay không? Hay. Rồi, tất cả các bạn đã trúng một phần thưởng đặc biệt. Nhưng phần thưởng đó phải lên fanpage của Lý Hải Minh Hà lấy. 300 phần quà đang đợi các bạn ở trên đó. Nếu như các bạn nào xem phim xong review hay sẽ được quà. Thấy chưa? Bí mật giờ được mật mí rồi đó, chứ không có hồi hộp như lúc nãy đâu. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn xem phim thật là vui vẻ. Hẹn gặp lại ha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều nha. Thôi xin chụp một tấm hình selfie cái này rút nha. Chụp lên. Mình đứng trên cái dãy này nè. Cho đều với mọi người. Đứng chia lên đi. Chia lên đi hả? Ngồi đó. Che mấy bạn phía sau à. Tuốt ngoài sau lận. Tạm nha. Hả? Giờ số 4 nha mọi người ơi. Giờ số 4 nha. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Mọi người muốn lấy hình của mình á thì lên cái fanpage Lật Mặt Movie nha. Movie à? Lật Mặt ăn gì hả? Cảm ơn mọi người rất là nhiều, xin cảm ơn. Mời xem phim tiếp đi nha. Nãy giờ coi có bị giật mình không? Có.
Trần Phú. Thật là vui cả nhà ơi, không khí ở các đạp phim mọi người rất là háo hức, cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi mà mọi người đến đạp xem phim và có những cái giây phút thật là thoải mái và thật là hứng khởi như vậy. Đây bao nhiêu mà mệt mỏi, công sức và thời gian qua dành cho bộ phim mà sao đến ngày hôm nay ra ngoài rạp mình thấy được là mọi người thích yêu thích bộ phim và cảm thấy là thư giãn bộ phim, thoải mái thích thú với bộ phim là Hà với Anh Hải, là coi như rất là tất cả các diễn viên thì đều cảm thấy là coi như mệt mỏi tan biến hết. Bây giờ mình sẽ di chuyển qua một cái điểm khác. Bây giờ mình sẽ di chuyển qua một cái điểm khác. Nếu mà chút nữa qua bên kia mà có mạng á, có mạng thì có mình mạng sẽ live stream tiếp cho mọi người cùng tham gia đi xin tour cùng Hà và anh Hải nha, và mọi người và diễn viên nữa. Bây giờ thôi, hẹn gặp lại nha, xin hẹn gặp lại, bye bye cả nhà. Xin chào anh.